Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là cái lưới vải nhá, lưới vải để các bác về thay thế vào những cái bộ lưới vải của các bác đã dùng và kém rồi, thì đây là cái sự lựa chọn của các bác. Cái này về thì em khuyên dùng nhá. Các bác mua cái vải này về xong rồi các bác mua cái nọ keo gọi là keo con hổ ấy, chứ không phải là keo con chó đâu. Đấy, cái keo con hổ nó một nọ có 20-30 nghìn nữa thôi. Các bác về xong là lấy cái chổi hay là cái gì đó nhúng vào cái keo đó, phết vào cái lưới mặt sắt. Em ví dụ này, ở đây em có một cái lưới, em ví dụ này để các bác hiểu thêm nhé. Thì là các bác phết vào cái lưới mặt sắt như này này. Đấy, các cái lỗ này phết qua này đó, xong là chờ tầm 2-3 phút, sau đó các bác đo cắt cỡ lưới, cắt trước nhé, cắt cỡ lưới nó vừa rồi là các bác chỉ cần đặt lên, ví dụ này đó. Thì các bác đặt lên, các bác chỉ cần miết này thôi. Thì cái này nó có hai sự lựa chọn cho các bác. Đó là các bác sử dụng cái lỗ mịn ở ngoài. Lỗ mịn ở ngoài. Được chưa? Hoặc là các bác sử dụng cái lỗ to ở ngoài. Đấy. Các bác nhìn rõ không? Điện thoại nó cùi, quay không được nét lắm nha. Thì các bác về chỉ là sử dụng như thế thôi là được. Thì tiện đây là em cũng giới thiệu luôn các bác ở đây những cái đơn hàng của các bác đây. Các bác khách đấy là 1m4 nhân 2m nhân 2 tấm, tức là 2 tấm chiều dài và chiều rộng là 1m4 và 2m. Đó. Đây là những đơn đặt hàng của các bác. Em quay luôn cho các bác này. Kia nó hơi bị thừa ra một tí nhá. Đây nó vào 1m43 này. Đấy. Thì mình kéo căng chính xác như này là 1m4. Đấy. Thì các bác nào đấy thì liên hệ trực tiếp với em. Giá rất là tốt thôi. Đấy. Nhưng các bác nào có quan tâm thì hệ trực tiếp với em. Giá em bán là 1m là 150. 1m4, 1m 150, 1m4 nhân 2m là 300. Còn các bác lấy nhiều nữa, dài nữa thì giá nó sẽ cao hơn thôi. Đấy. Còn các bác lấy càng nhiều thì càng rẻ. Đấy. Ok các bác nhé. Để em có quay thêm cho các bác đây nữa là những cái đơn hàng khác như là bông tiêu âm. Có rất nhiều. Bông tiêu âm có rất nhiều, nhưng các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nha.